Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tiếp tục quay lại vườn đào giống chú mình và tiếp tục chia sẻ với quý vị các bạn thời gian cắt tỉa ngọn đào cái đợt này để tiếp tục ép cái đào ra nhiều dăm các bạn nhé. Đây, cành này thì mới cắt được khoảng 2 ngày nhưng mà nắng gió tây đã khô quắt rồi. Đây, thông thường thì cây đào ra lọc rất là dài, nên phải cắt tỉa đi vừa để tạo định hình cho cây đào, vừa ép ra nhiều dăm. Nếu không cắt thì cây sẽ rất rông và sau này hoa sẽ không được đẹp như là cắt tỉa thường xuyên. Cái đợt cắt lá trước là vào khoảng cuối ba đầu tư thì cái đứa lộc này là khoảng tầm mùng 10 đến 12 tháng 5, cứ khoảng tầm 1 tháng 10 đến tháng 20 ngày sẽ cắt tỉa một lần, nhưng mà căn bản là nó phải phụ thuộc vào cái sức sinh trưởng phát triển cây đào, có nhà cắt sớm hơn vài ngày, có nhà cắt muộn hơn vài ngày. Xong thì vẫn tiến hành tưới nước bình thường. Sau đó thì khi nào mưa rào xuống thì sẽ tiến hành bón bổ sung cho nó một ít phân NPK tổng hợp, đó là phân thương hiệu Đầu Trâu. Và theo kinh nghiệm chia sẻ chú mình thì cứ khoảng tầm cuối tháng 6 sẽ tiến hành cắt một đợt tiếp theo. Và khi cắt như này thì có rất nhiều các vết thương này các bạn. Thì chú mình sẽ tiến hành phun một đợt Zizomin cho cả cái khu ruộng đào này, để cho đảm bảo các cái vết thương nó không bị lấm bệnh hại. Đây các bạn thấy trong vòng khoảng 5 tháng, hơn 5 tháng mà cây đào sinh trưởng phát triển rất tốt. Hồi đầu tháng riêng mình quay ruộng này cho các bạn xem thì cây rất là nhỏ thôi, nhưng giờ này nó đã sinh trưởng phát triển rất to rồi. Nó đã lên tới 3 mét rồi. Nếu không cắt tỉa đi thì cây sẽ rất rộng. Các bạn thấy rất nhiều lá cành đào đã cắt tỉa, cái lượng lá rất là lớn. Nếu quý vị các bạn có canh tác cây đào này, có kinh nghiệm hay trong chăm sóc và phòng trừ bệnh hại được cây đào, hoặc là có những cái bí kíp nào đấy làm cho cây đào đẹp, thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới video các bạn nhé, để tất cả người trồng đào cùng có kinh nghiệm và chia sẻ với nhau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chào. Người nông dân mùa này chỉ lo tới nước. Thì cắt xong này mình bón thêm gì chú? Hay là cứ để nguyên chú nhỉ? Mưa xuống thì tôi cho nó ít đầu trâu đó.